hôm nay mình đi chợ chiều mua đồ về lay rai để cho mình quay một cái này để cho chứng tỏ cho tôi biết là thế nào là người đồ ăn tươi sống ở Việt Nam. Đây là một cái hàng bán, đây là những cá này, thấy chưa, cá sống nhanh, tất cả những đồ này đều tươi sống cả. Đó, có người làm phụ cho mình luôn đây. Hết sống luôn. Cái lóc sống luôn. Đường sống luôn. Tất cả đều tươi sống. Đây là hải sản. Thấy chưa? Tất cả đều tươi sống. Yeah. Thứ gì cũng có, cua, sò lông, hào, tất cả đều có. Ở đây không có cái chuyện mà nói thức ăn nhiễm độc Trung Quốc, Trung Quốc gì á, rượu mà toàn là cái thứ xạo. Ở đây không có cái gì không có, nói chung là tao mặt hàng ở đây cũng có cả. Rau sống nói chung là tao không biết chợ này chợ gì, tao không biết tên, nhưng mà có cái điều là rất là nó, bữa nay là hứng là đi quay cho tụi bây coi. Đây trái cây xoài, đủ loại xoài, xoài hòa độc, xoài tượng, cam sành, tất cả các trái đều có, thấy chưa, tất cả đều là tươi sống, thấy chưa. Đó, nói chung là cái thứ gì cũng có. Măng cục, cái này ta chưa có ăn nè, cái trái này là cái trái vú sữa, vú sữa rất ngon. Táo Mỹ nè, bơm, nho. Chụp phải trả tiền nhé, quay phải trả tiền. Đây là anh chủ gian hàng, đây, thấy chưa, gian hàng ảnh quá trời là trái cây luôn, 25.000 một ký. Rồi ơi, quên nữa, tao còn kể cái chuyện này cho tụi bay ngay cái vụ này nè. Live stream này là người ta bắt. Thế bác về lâu chưa mày? Bác về đây này, okay. cũng hay coi là gọi là kênh của bác không á? Ồ thế à? Ok, đây là một anh chàng mà một quà tự nhiên là cho làm tôi hết hầu. Cái này muốn có bình trà gì uống, muốn bình trà gì uống, ok. Thế thì ok, đi đâu đây? Tao đi mua tí đồ ăn. Rồi đi, tao đi mua, ok. Có một anh chàng làm mình hết hồn. Đây, còi cá hấp rồi, nói chung tất tần tật đều có những cái mà mình không thể ngờ được. Và hôm nay có một cái chuyện vui là hồi nãy mình thấy móng chân, mình đi hỏi, mình đi kiếm cái đồ cắt móng chân không được thì tụi nó chỉ qua phía bên kia đường có một cái quán làm neo, một cái tiệm làm neo thì cắt da làm neo, là cắt chân nè, cắt tay nè, tất nhiên tất cả là hai tay hai chân luôn, ngâm nước cắt da cắt cái là hoàn xong khoảng chừng gần 2 tiếng đồng hồ mày, nó làm quá trời quá đất luôn. Xong cái con hỏi rồi sư xong chưa con, mình cũng thấy ấy rồi, xong rồi bác, rồi xong ok đêm xuống hỏi nhiêu tiền, 35.000. mày thấy cái giá khủng khiếp không, tao hết hồn luôn mày. Tôi đưa tao tờ 50, sao bác cho con 50. Làm da, cắt móng tay, cắt móng chân, cắt cái đủ thứ, tương tự mà hai bàn tay, hai bàn chân, mình đã lấy cái 35.000, nó tàn nhẫn đến mức độ vậy. Nó nở lòng nào nó lấy cái 35.000 thôi à, mà thấy ác không? Bà mẹ tiền sư, à quên nữa, đây mình nãy mình cũng nói rồi. Mọi người thấy một cái quang cảnh đây là chợ chiều nha, chợ gì tao cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà nó nhộn nhịp đó, cái cuộc sống người Việt là như vậy đó. Cái cuộc sống người Việt là từ thức ăn nó rẻ cho đến đã, tất cả mọi người đều là buổi sáng làm việc, buổi chiều ta ghé chợ ta mua một cái gì đó ta về ta ăn cơm hoặc là vui nhậu nhẹt. Ở đây có cái nhà hàng tôm sú ốc lát, ui nói chung không có thứ gì mà không có, rất là vui. Mà thấy đi chợ chiều thấy vui, nói thiệt á, đi mua cái bình trà uống nước trà lại kiếm gì về đây ra. Ok vậy thôi,
quay cho mọi người biết cái cảnh chợ chiều ở Việt Nam ha. Đừng có để từ cái xạo xạo cá mắm thì cái việc đặt con nào ra chừa lựa con nào lên cân ký đặt bạch là nó chết thôi, chứ mẹ ở đó mà đồ gì đồ Trung Quốc mã cha tụi nó ok bye mọi người.